Con Tám. Số 4. Con Tám chúc bà ngoại sinh nhật vui vẻ. Khoan Con đã. Con Tâm nói bà ngoại nè. Con Tâm nói nè. Chúc sinh nhật bà ngoại vui vẻ, nhiều sức khỏe. Con yêu bà ngoại. Con yêu bà ngoại nhiều lắm nhé. Giỏi. Cảm ơn Hùng Tâm nhé. Nhìn bà ngoại. Con đếm số đó số mấy? Các bà ngoại. Số mấy đó Hùng Tâm? Số mấy? Bà ngoại xin số mấy? Bà ngoại 45 tuổi. Bà ngoại 45 tuổi thôi hả? Phải không? Nè, Mimi nào, Mimi chúc bà ngoại sinh nhật vui vẻ nào. Mimi sắp ngủ rồi. Mimi ơi. Em sắp ngủ, em ngủ rồi. Rồi, Hùng Tâm số đó số mấy? Số này số mấy? Số này số mấy nè? Số gì đây? Số mấy? Nói đi đã rồi bài nói. Số 5. Số gì? Số mấy đây? Số Hùng Tâm rồi, thôi. Nè, Hùng Tâm nè, ca bài sinh nhật cho bà ngoại nè. Ca nè. Happy birthday to you. Happy birthday to Tâm hát đi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Giỏi. Hùng Tâm giỏi quá. Hôn bà ngoại gái. Con hôn bà ngoại gái. Đứng dậy hôn bà ngoại gái nè. Lại là bà ngoại thương. Ôi, Hùng Tâm giỏi quá. Cái này nữa nè. Giỏi. Xem mình miếng cái nữa. Xem mình miếng cái nè. Chui miếng. Xem mình miếng. Xem mình miếng cái nè. Giỏi. Hôn. Rồi. Bà ngoại hôn Hùng Tâm cái. Bà ngoại xem Hùng Tâm cái. Bà ngoại xem Hùng Tâm lại lên. Bà ngoại xem Hùng Tâm. Giỏi. Xem mà. Bà ngoại cắt bánh nha. Chuẩn bị bà ngoại cắt bánh nha. Bà ngoại cắt bánh. Bà ngoại năm nay 45 tuổi á. Cắt bánh nữa. Bà ngoại trẻ 10 năm. Bà ngoại đi về 10 năm. Ê. Ôi, cắt bánh cho bà ngoại.